Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Hungry Shark Evo. Hôm nay mình sẽ sử dụng cái chú cá mập Big Daddy, chú cá mập khủng nhất của game Hungry Shark, để đi tiêu diệt cái chú cua khổng lồ mà mình vừa unlock được. Cái chú cua gọi là mạnh nhất luôn. Ok, đây, mình sẽ cho các bạn thấy sức mạnh của chú cua Big Daddy này. Cái chú cua mình không phải dạng vừa, phải không? Cái chú cá mập của mình không phải dạng vừa đâu. Chú cá mập của mình là dạng bự đó. Chú này là gọi là cái chú cá mập bự nhất game Hungry Shark. Ok, các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nhé. Ngày nào mình cũng làm video mới hết. Mong các bạn hãy đăng ký kênh, theo dõi, ủng hộ cho mình. Và có cái game nào hay là các bạn thích mình làm được cái game gì hãy comment tên bên dưới video nha. Mình sẽ cố gắng tìm hiểu và làm cho các bạn xem. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi quậy thôi nào. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm tới cái hang của cái chú cua khổng lồ đó. Đó, các bạn thấy cái dòng trên cổ của chú cá mập Big Daddy của chúng ta không? Cái dòng cổ này là nó sẽ hút được những con cá khác về bên mình. Đó, mình mới xử một chú luôn. Quá tuyệt vời, các bạn thấy là mình trang bị sức mạnh rất là tốt. Ok, mình thấy được cái hang cua rồi. Bây giờ mình sẽ chung ở bên đó. Gặp hang đá rồi các bạn ơi. Chui đây. Cái game này nó cái là không biết hang đá đâu mà nhiều dữ vậy không biết. Ok, mình sẽ đi lên nào. Ba con cá mập hành tinh luôn rồi các bạn, quá dữ. Ba con này nó ăn hiếp mình. Ok, đây là cái hang có cái đầu lâu luôn rồi, coi gớm chưa. Và bây giờ mình sẽ đi xuống mình tìm cái con cá mập, coi còn cái con cua khổng lồ, cá vô sát thủ hả? Cá vô sát thủ là cũng phải sợ mình đó. Ok, mình là con cá mập bự nhất mà, đâu có ai bự hơn mình đâu. Ok, các bạn thấy hai quả tên lửa không? Hai quả tên lửa đó, di chuyển với tốc độ rất là nhanh luôn nhờ hai quả tên lửa này đó các bạn. Cái này là cái chú cua, chú cua mà mình đã nhắc tới tên với các bạn là một cái chú cua rất là khủng, và chú cua này đang nằm ở hạng thứ tư đó. Và chưa dường như là mình chưa thấy cái con cua nào bự hơn cái con cua này luôn á. Khi mà mình chúng ta tiêu diệt cái chú cua này thì sẽ ra một chú cua mới nữa. Cái chú cua sẽ rất là xinh đẹp và dữ đây. Mình sẽ đang trong chờ tiêu diệt chú này xong mình sẽ làm video về chú cua mới cho các bạn xem. Ok, và các bạn xem video đừng quên share video ủng hộ cho mình với nha. Bây giờ thì các bạn hãy xem sức mạnh của chú cua ở cái chú cá mập Big Daddy của mình. Chú ấy có tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh đó, các bạn thấy chưa? Chỉ cần vừa thấy nhá lên một phát thôi là chú ấy bắn tên lửa tới liền. Nãy giờ chú cua đã bị dính hai nhát của mình này. Bây giờ mình gọi là đi dạo phố này, xem trong cái hang này có cái gì ăn rồi lụm bỏ vô, bỏ vô miệng nhai chọc chọc. Ok, cái chú cá mập robot đang thả những cái trái bom của chú ấy ra. Nó nổ nữa rồi. Cá mập robot này lúc nãy ăn được mấy trái bom rồi, khoái lắm. Giờ rồi thả. Ok, cái chú cua này đang cố gắng cào cào mình. Với tấm thân bự của mình như vậy thì cũng không có bự thua chú cua đâu nhiêu đâu. Chắc chừng gấp 2, gấp 3 lần như vậy. Ok, cơ hội tới rồi, một hit nữa, quá tuyệt vời, ghi điểm cho HNT Channel. Đó, các bạn thấy chưa, cái chú cá mập robot của mình là cứ thả những cái trái bom tròn tròn xuống hoài luôn. Chú cá mập robot này muốn chết nữa, chỉ nó chui xuống giục trái bom, các bạn thấy không? Đây, mình sẽ cho các bạn lại gần nha, các bạn xem nè. Nó thả trái bom nữa đó. Nó thả không trúng, nó thả mình hay sao á. Mình nuôi nó, nó thả mình các bạn. Mình nuôi nó, mình dẫn nó theo đã đời rồi, mua nó về đã đời rồi, nó dắt bom thả mình. Không ngờ là cái chú gọi là cái chú cá mập robot này vậy luôn á. Thời cái con cua nằm trơ trơ không chịu chọi nó, mình toàn phải chọi đi đâu không à. Ok, mày hả bự thứ ghét xuống bay xuống giấc cuối cùng cả. Đây các bạn xem đây, mày hả bự vẫn không chạy. Thấy chưa, mình đi chuyển ghê chưa, mày là bay bánh bánh nó nè, nó bánh chơi cái là chạy cho nó biết được phải thả bơm ở đâu, phải thả bơm ở dưới đó chứ không phải thả bơm ở trên đây. Ok, toàn nó thả đè mình mà nó thả không rồi các bạn. Nào nào, cái con cua ủa lộn, cái mập robot đáng ghét. Coi nào, bây giờ là đang trong cái tình hình căng thẳng giữa hai bên, mày hả bự. Ha ha, chú cua nó đã biến màu rồi các bạn. Là
lần này quả thật rất nhanh, rất là nhanh luôn. Mình quánh nãy giờ mới có mấy cái thôi. Chắc là do chú cá mập viên đáy đi của mình quá mạnh cho nên chú cua này không chịu nổi các bạn ơi. Mới gõ có mấy cái thôi mà nó banh rồi. Bây giờ nó đã nằm im re. Mình chỉ cần gõ một cái nhẹ nữa là nó sẽ banh sát. Ha ha. Đây, còn cái chú robot thả mấy trái bom luôn mà cái con cua không xi nhê vậy. Toàn thả đâu không à. Nuôi cái con cá mập robot này tôi thấy nó sao sao quá ta. Nó sao sao á. Ok, cuối cùng cái chú cua khổng lồ đã bị tiêu diệt rồi. Và cái chú cá mập biên đáy đi của chúng ta có một cái mũ rất là xinh đẹp luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài quậy đây. Mới ra ngoài gặp cái con cá mập điện nó giật con cái chạy vô. Sử cá mập điện luôn mới được. Cá mập điện rồi. Đi. Đi kiếm. Con cá mập điện mất tiêu rồi các bạn. Mới chung ra khỏi cái hang là bị cái con cá mập điện nó xúc mình. Thấy mình hiền lành quá mà. Thấy mình bự không? Mình bự mà mình hiền để cho nó ăn hiếp mình đấy các bạn. Ok, xong. Mình mới gọi là cạp cái chiếc tàu ngầm. Cái chiếc tàu ngầm rất là mạnh luôn. Thả một lần thả một cái trái bơm bự bự gọi là bự gọi là trái chuối luôn. Trái chuối mà trái chuối Việt Nam thì nó nhỏ. Còn mấy cái trái chuối gì mà nó bự, mình nhớ cái trái chuối bự cá xì luôn đấy các bạn. Kinh lắm. Ok. Bây giờ thì chúng ta đi quậy cái nào. Đây trái bơm, ăn trái bơm luôn. Ui, không được. Gặp luôn con tàu đi. Cá mập điện, cá mập điện. Thấy nhá nhá điện là biết rồi. Và đây là chúng ta đang nằm trên bờ. Khi mà chơi người ta có một cái trò chơi là cá sấu lên bờ. Người ta xuống nước. Đó các bạn thấy chưa. Anh bạn này thì ở dưới nước. Còn mình là mình ở trên bờ. Mình không phải cá sấu, mình là cá mập. Mình lấy đi. Ok, trái bơm nó không giật. Bây giờ thở nó giật mình kìa. Thời ơi, nó giật mình kìa, còn điện luôn các bạn. Nó giật mình mà gọi là mình bị dính điện mà còn giật tê tái luôn á. Tèn 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 đưa tất cả mọi thứ vào miệng bằng một cái luồng không khí rất là mát lạnh luôn đây. Đó, gọi là dòng sóng âm á các bạn. Bây giờ mình sẽ lên trên mặt trăng để mình tìm cái con cá mập robot. Ở đây có một con cá mập robot rất là mạnh nha các bạn. Lên nào. Đây nó kìa. Sử nó cũng hay. Ok, mình chạm nhẹ một cái thôi là con cá mập nó lên đường rồi. Mình đi xem còn cái con gì mà ngoài hành tinh trên này mà nó giữ không. Ô, con cá mập ngoài hành tinh kìa. Nó gì nó bự. Nó đẩy mình kìa các bạn. Con cá mập đó nó đủ sức để nó đẩy mình luôn á. Nó có chút xíu à mà nó đủ sức nó đẩy mình. Con mập như vậy mà. Không ngờ lại là cái con đó nó dám gọi là nó có sức đẩy mình. Mình kiếm mình sợ rồi. Mình trốn mình mất tiêu rồi. Thấy mình đã trốn nữa rồi. Ok, mình mới thấy rồi là chiếc máy bay. Lên chơi chiếc máy bay luôn. Máy bay kìa. Đẩy đúng không? Đẩy đâu rồi, trốn rồi, chiếc máy bay trốn rồi nè. Đâu rồi, máy bay ơi. À, con cá mập nó mới bay ngang mình. Mày hả bưởi. Mình mất luôn cái mặt trăng banh rồi, banh chành cái mặt trăng luôn các bạn. Ok, các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Và mình làm về rất là nhiều game luôn. Các bạn có cái game nào hay thì hãy comment cái tên bên dưới và mình sẽ tìm hiểu làm cho các bạn xem. Ok, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đừng quên like và share video ủng hộ cho mình nha.